kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần điểm tin ngày 1 tháng 8 năm 2017. Thông tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 31 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo với nội dung đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Một trong những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, đó là đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, thành một xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử VTV. Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú, đó là thông tin được đặc biệt quan tâm trên Việt Nam mới. Thông tin từ Bộ Công an cho hay, ngày 31 tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà 24 C2 Sibucha, Tây Hồ, Hà Nội. Hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số 20 C46B12 ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đầu thú. Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật. Trịnh Xuân Thanh đầu thú đã mở ra cánh cửa giải quyết các vụ án. Tiến sĩ Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã mở ra cánh cửa để làm rõ những vụ án và thắc mắc mà dư luận dân gian bấy lâu nay. Việc ông Thanh ra đầu thú chưa thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vào lúc này. Thông tin trên báo điện tử Dân trí. Đề nghị miễn nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010 như đã kết luận tại kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lạc quan triển vọng kinh tế quý 3, đó là tựa đề trên đầu tư chứng khoán khi nói về xu hướng của kinh tế nước ta trong quý 3 năm nay. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp vừa ghi nhận mức tăng trưởng 6,2% trong 6 tháng đầu năm và dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý 3. Riêng ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng 10,5% trong 6 tháng. Tâm lý lạc quan của cộng đồng doanh nghiệp có thể thấy rõ qua kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh quý 3. Theo đó, có 52,1% doanh nghiệp được hỏi nhận định tình hình kinh doanh trong quý 3 sẽ tiếp tục tốt lên. 35,9% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định, trong khi chỉ có 12% doanh nghiệp dự báo sẽ có khó khăn. Giá vàng chạm đỉnh gần 7 tuần, USD xuống đáy 16 tháng. Trên thị trường vàng, giá lên đỉnh gần 7 tuần trong phiên giao dịch ngày thứ 2, 31 tháng 7, sau khi đồng USD xuống thấp nhất gần 16 tháng so với các đồng chủ chốt trên thị trường tiền tệ. Nguyên nhân là vì báo cáo kinh tế Mỹ cho kết quả không tốt, gây ra nghi ngờ về khả năng tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bên cạnh đó là bất ổn chính trị tại Mỹ sau khi Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, ông Anthony Scaramucci từ chức. Thông tin được đăng tải trên Vietnamese. Theo thông tin trên VN Express cho biết, Nhà Trắng thông báo sa thải Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci chỉ hơn một tuần sau khi ông được Tổng thống Mỹ bổ nhiệm vào vị trí này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm thấy các bình luận của Anthony Scaramucci trên The New Yorker không phù hợp và ông không muốn tạo gánh nặng cho Kelly. Reuters dẫn lời Sarah Sanders, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, ngày 31 tháng 7, nhắc đến tân tránh văn phòng Nhà Trắng John Kelly nhậm chức trước đó. Bảo Thanh, vụ tin nhắn với Việt Anh không thể làm gia đình tôi đổ vỡ. Minh Vân của Sống chung với mẹ chồng cho biết, cô sẽ không thể đánh mất gia đình, sự nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhoi như vụ ồn ào tin nhắn với Việt Anh. Thông tin trên zing.vn. Những ngân hàng nào còn trong vũng lầy PVC, đó là tiêu đề trên vietnambiz.vn sáng nay. Có gần chục ngân hàng lớn nhỏ là chủ nợ của PVC. Nhiều khoản nợ trong số đó đã buộc phải nhờ đến tòa án can thiệp trong quá trình thu hồi và xử lý. Theo báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, Tổng Công ty có đến 10.737 tỷ đồng nợ phải trả, tăng thêm gần 8% so với thời điểm đầu năm và chiếm hơn 78% tổng nguồn vốn của công ty. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, Tổng Công ty có đến 10.737 tỷ đồng nợ phải trả, tăng thêm gần 8% so với thời điểm đầu năm và chiếm hơn 78% tổng nguồn vốn của công ty. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn là 2.185 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 40 tỷ đồng so với đầu năm.
nợ vay và thuê tài chính dài hạn là 417 tỷ đồng. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.